Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm rất là đẹp các bạn. Sản phẩm nghệ thuật các bạn ơi. Mai chiếu thủy. Lá chung nha. Tay cành này kia là vô ok hết trơn các bạn ơi. Thấy cái form rất là đẹp luôn á. Đó. Coi ra ngoài trước cái ha. Ok hết rồi. Này thì nó hơi thẹo một xíu nhưng mà không sao, cũng thành vấn đề các bạn, chuyện nhỏ. Mình nhìn cái lại nó là này, ok. Cây này thì sổ đế là 20 các bạn, cổ ở trên này là cũng cổ trên này là khoảng 22 các bạn ơi, 22. Các bạn nhìn thấy không? Nù lá chung đang ra bông thơm phức luôn nha. Chiếu thủy tay cành là ngon lành luôn á, form rất là ok. Thì chiều dài của cái máy này của nó là khoảng 65 phân các bạn. Dài cái máy của nó, tổng thể cái máy của nó từ đây qua đây nè là khoảng 65 phân. Đó. Có cái nụ đây nè ha. Có cái nụ. Cây hoàn thiện hết trơn ha các bạn. Cây này về các bạn chỉ cần đặt vô chậu là chơi thôi, không có cái gì phải chỉnh sửa nữa ha. Ngon lành cành đào. Rồi. Hồi này mình giao lưu với các bạn với giá là 3.000k bao ship. Bao ship kia các bạn, 3.000k. Ai thích thì giao lưu. Thích giao lưu ha, 3.000k. Chiếu thủy thơm phức. Tay cành ok hết trơn nè các bạn coi nè. Đó. Nhìn ok hết trơn luôn. Đúng không? Giá rẻ là không có rẻ rồi, 3.000k mà sao rẻ được. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.